em ngồi nghiêng cái người chút xíu nữa. Đúng rồi, em có thể biểu cảm cái gương mặt em sexy lên được anh không? Đúng rồi, đúng rồi. Không ạ, em phải nghiêng nữa. Quên đi. Cái gì vậy? Anh đúng rồi, nó có cho mày không? Em đang tìm cái gì vậy? Đúng rồi. Nó núp trong cái cây này đúng không? Đúng không? Cái cây đó, cái đó cái bức tranh mà. Nó nằm dưới ghế. Không có. Giấu cho kỹ. Em đang tìm cái gì? Nó là gì? Bồ Nhí nào trời? Trời hả? Mình... Giả đơ với em hả? Làm gì có ai, anh ở đây có một mình mà. À, giấu tôi. Anh giấu tôi, đứng né một bên. Né một bên. Con Pikachu, anh vẫn còn giữ hả? Trời ơi, anh này. Pikachu em tặng từ năm ngoái, năm nay là con vẫn còn giữ. Thì ghét rồi, đi ra cho tao ngồi coi. Trời ơi, mà sao em ở đâu về mà đi nhìn em làm gì chùm kính mít giống như mấy bà ở bên là xuống. Anh đi đánh game mà mình phải chùm kính mít vậy chứ. Em vừa phát bà, hiện cái gì mà... màu đen đen anh. Hả? Lùm lên giùm em, nhanh lên. Cái gì đây? À, cái áo gì của ai? Áo của anh, của ai? Trời ơi, anh mua anh mặc nè. Cái áo nữ mà anh muốn cái gì em vậy? Em khùng quá, áo này áo nam. Anh nhìn thấy mặt không thời trang, giờ phong cách nó vậy em. Nè, mày muốn đi mua đồ là phải mặc giận em. Mặc vậy là che người nè. Mai muốn đi mua đồ là phải giận em, đi em lựa cho. Biết chưa? Mà cái áo này cũng được đó. Ừ. Không biết nổi nào. Áo này đẹp mà. Đẹp thích đó. Nó... Nhìn nó hơi kỳ kỳ chút xíu nữa. Nó mát lắm em. Còn đôi giày. Đôi giày nào? Đôi giày sao? Hơi lớn. Nha. À. Đôi giày của ai? Anh mua cho ai hay là của ai để quên ở đây? Đôi giày nói này. Nói một lời đi. À, người đôi giày ơi. Này anh tặng em. Anh mua để tặng em á. Anh tặng em. Đúng rồi. Đem lên đây cho em. Đem lên đây. Anh biết là em đang size 36 đúng không? Đúng rồi. Anh mua giày size 63. Cần hết sức à. Nhưng không sao, nếu như mà anh mua thì em sẽ nhận. Quên đi. Học xuyên à. Anh đau bụng quá. Em sao vậy? Anh đau bụng quá. Ủa sao đau bụng? Hồi sáng giờ em ăn gì chưa? Hồi sáng chị ăn một tô canh bún, hai tô bún riêu, một cái đùi gà, hai tô phở, một cái bánh sinh nhật với một bịch bánh tráng trộn thôi. Chứ có ăn cái gì đâu. Em ăn ít quá. Ít ghê luôn á. Anh ơi, chờ em đi nhờ cái tô. Em đi. Quên đi. Anh thật sự xin lỗi em rồi Duyên. Anh bỏ ra đi, anh xin lỗi. Xin lỗi em. Anh biết anh có lỗi nhiều lắm rồi. Anh. Thật ra thì anh không muốn chuyện xảy ra như vậy đâu. Em. Anh không muốn. Anh đi đi. Em đã dặn anh biết bao nhiêu lần rồi. Tên anh là Quanh Đi. Quanh là một, đi là đi. Một lần đi phải xả nước. Tại sao đi mấy lần không xả nước là sao? Để cái tao đã thương mình kìa. Anh quên rồi. Anh hay quên, tao hay quên đó. Anh chết rồi. Đâu quá. Đâu quá. Em sợ quá. Bây giờ em trốn đâu vậy? Em đứng bên toilet á, xong rồi em đau bụng quá, xong rồi có xông vô, cái em chạy ra bếp. Em trốn ở trong toilet. Dạ, em chưa có kịp dội nước nữa. Em chưa dội luôn. Dạ. Chứ là bây giờ em phải về đi. Em đứng ở đây. Em đi. Ý mà không được. Sao anh? Hồi nãy lúc đang ấy á. Em cào chày cổ anh nè, bây giờ nó không biết rồi, giết anh chết luôn á. Thì hồi nãy em có bài anh cách mặt để che lại rồi mà. Anh không có nhớ. Tại vì anh á, ai kêu anh làm mẫu rồi. Anh chọc em chi?
Rồi giờ sao? Thôi bây giờ em sẽ bày thêm vài cách nữa nha. Ok làm nhanh đi, đi em ơi, nó phát hiện rồi chết luôn á. Bình thường thì những chiếc áo sơ mi cài nút sẽ tạo cho ta một cảm giác rất là dài dặn, chín chắn. Nhưng mà hôm nay Trang sẽ giới thiệu thêm một vài kiểu sơ mi cài nút nhưng mà vẫn trẻ trung, năng động và cá tính. Như cái chiếc áo mà em đưa anh mặc đó, thì nó là một chiếc áo sơ mi có nhiều sticker. Nó sẽ không bị làm mình dài dặn hơn tại vì những sticker rất là dễ thương, có thể tạo cho mình một cảm giác rất là trẻ trung với một chiếc quần short màu cùng tông đi với một đôi giày sticker rất là trẻ trung và năng động. Có một cái phong cách cũng gần tương tự như vậy, đó là một chiếc áo sơ mi jean cùng với quần short. Bộ này có thể mặc vào những dịp như là đi chơi cùng bạn bè, đi du lịch, đi dạo phố. Điểm nhấn ở chiếc quần này có một cái phần cut out để tạo điểm nhấn đặc biệt cho bộ trang phục, khác với những chiếc áo sơ mi với quần short bình thường. Thì mình có thể mặc với một chiếc áo sơ mi cổ trụ, có thể là đi học, đi làm hoặc là vào những dịp đi cùng với người lớn, đó là một chiếc áo sơ mi cổ trụ với một chiếc quần dài. Set này nếu mà muốn chỉnh chạc dài dặn hơn thì có thể mang với giày tây, còn nếu muốn trẻ trung thì có thể mang với giày sneaker cũng được. Cũng là áo sơ mi nhưng mà cách điệu và ấn tượng hơn với những cái họa tiết, và nó là một cái áo sơ mi cộc tay. Mình vẫn có thể gài nút cao cổ, mang với một cái quần jean ngắn để tạo sự trẻ trung, năng động và cá tính nữa. Với chiếc quần jean này thì mình có thể sắn gối lên để trông mình năng động hơn. Sometimes it's the little things we like, we pretend to hate them. Nhưng mà ồ gì anh, sao giờ hả? Sao anh thấy thì người anh ngứa ngứa à? Ngứa sao ta? Chắc là bắt đầu phát huy tác dụng rồi đó. Tác dụng như chuyện gì vậy? Đây là bắt phát huy tác dụng rồi. Hai cô là sao? Giới thiệu với anh, Trang đây là bạn học chung mẫu giáo với em. Và em mới gặp lại Trang sau hai mấy năm thất lạc. Và hôm nay gặp lại Trang, em muốn nhờ Trang vạch trần cái bộ mặt của anh ra. Nhưng anh có làm gì đâu. Anh đâu có làm gì đâu. Một tay anh bắt có hai con cá à. Anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi. Tha hả? Ok, bây giờ em sẽ tha anh, em sẽ trả tự do lại cho anh, vì em sẽ không còn quen anh nữa. Thôi mà, đừng như vậy. Anh yêu cả hai đứa mà. Đó, thẻ của anh đó, còn được đây nè. Hey, chiu, hey, chiu, hey, chiu. Đó, thẻ của anh đó. Bây giờ đem thẻ này mà cho những cô gái sau của anh. Còn nha. Tiền đâu mà trả? Đúng rồi, bởi vì tiền của em đã đi shopping hết rồi. Trang ơi, bây giờ mình phải đi về, mình có đồ của mình mới mua đi. Thử đi nào, đi thôi. Trời ơi. Đi bên này. Trời ơi. Cái gì? Tại sao quên rồi? Đúng rồi.